Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây thì mình có nhận được chiếc iPhone 6 đây ạ. Đây là máy là đập tình trạng đập nát bét bét không còn gì nữa. Và hôm nay mình sẽ phục hồi lại chiếc iPhone 6 này xem là mình test xem còn ngon không nhé. Đây là vợ chồng là tức nhau rồi nhá. Vừa hỏi khách hàng khai thật là vợ chồng tức nhau đấy ạ. Vì vợ chồng tức nhau mình khuyên là các bạn ấy không nên là đập máy nhá. Có giận nhau thì giận nhau một chút thôi, hoặc là vợ thì không nấu cơm cho chồng ăn, chồng tức quá thì đi cơm quán thì thôi, chứ đừng có đập máy như này nhé. Đập máy như này thì tội lắm, mà lại khổ anh em mobile của chúng mình. Mà mình hôm nay thì mình sẽ tháo bít ra đây ạ. Sẽ tháo bít ra. Bây giờ mình sẽ lấy pin mới. Pin này thì đập đẹp móp hết rồi, không còn pin rồi. Và mình sẽ lấy pin mới, mình sẽ lắp vào đây. Rồi mình sẽ, đây là mình cái màn mình mới vừa mua lựa về xong. Mình sẽ lắp vào và test thử. Ngon thì mình sửa, nhưng không ngon thì thôi. Anh rồi móp của móp bao nhiêu tiền à? Giá bao nhiêu tiền? Con đấy là con Z ấy mà, tưởng Z6. Con đấy con A6 bao tiền? A6 cộng, nhưng con đấy có khách anh. Đây không có máy gì hả? Đây không có máy gì, không có máy gì. Đây con máy sửa cho đập, cứ sửa này cho anh em được. Sửa cho anh em thôi. Dạo này lâu lâu thấy sang đây nhỉ? Đi qua suốt nhưng mà có máy không, một vài hả? Thì khoảng vẫn vượt qua nhưng mà không có máy nên chả vào. Bố ơi, bố nhìn cho. Đi. Thôi về nhé. Ok. Đã, tình trạng này là máy nó lên ngon. Nhắc mình test thì máy nó vẫn lên ok rồi. Xin một sóng. Nhưng mà mình chưa hỏi được mật khẩu. Một cô gái rất xinh. Một cô gái như là xinh như hot hit mà còn vẫn chồng đánh ghen thế nào, chả khó hiểu. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm nhiều video phục hồi điện thoại cho các bạn xem. Công nghệ điện thoại là có rất nhiều cái hay đấy. Đây về tình trạng là lúc cong mà chắc là vẫn ok ấy. Mình vừa thử lên đây, mình bây giờ mình sẽ đắn lại cái vỏ.
đánh lại vỏ khá là ok, coi như là khá là thành khá là ok rồi. Thử cái màn nó vào. Đó, cái màn mà là khó ok. Mình định thay vỏ nhưng mà nghĩ lại cũng không phải thay vỏ. Máy này của khách đập khá mạnh luôn. Nhưng mà cái main iPhone thì mình thấy nó rất cứng, không thấy chết. Khách vào sạc nó lên. Nhanh vậy? Đây, đang làm đây. Chụp nó 10 phút nữa quay lại. Làm gì? Hả? Sao phải 10 phút nữa? Chụp về chờ nó đang làm đóng phim ấy. Bao tiền? Hả? Hả? Chụp mất bao tiền? Nhanh quá. Nhanh thì bình thường. Thay pin mới hay là sạc quả pin này lên? Thay pin mới hay là sạc quả pin này lên? Ông mình lo thì lo, đỡ tiền tiền là lo, lắm được tiền. Nào thì nào không đủ tiền rồi. Người ta đấy. Tao đủ tiền. Bao tiền thì đi đổ xong hết. Thế mới bảo là đập tức ít thôi. Hả? Mới đập à? Cái này đập bao giờ đấy? Ôi. Đập cái hôm bị đánh hay là hôm nào? Hôm này. Bè nói thẳng luôn. Tôi vừa đi xử lý rồi xong rồi. Trước sau thì nó biết mà, làm mình đến trước còn hơn. Đây không bao giờ để khác ngoài đến. Đằng nào người ta biết, nói thẳng luôn. Hôm nay em vừa thuê người đến chỗ con bố anh. Em đánh với nó một trận. Em nói thẳng luôn. Vì nó cướp chồng em thì em đánh. Thế thôi. Con này khả năng nó cũng yêu. Trước sau đằng nào nó chả biết mà. Thì làm mình nói trước còn hơn. Con này khả năng nó yêu nhỉ? Mình thế, mình lăn lắc vào. Con này là sinh năm bao nhiêu? 94. 94, 91. À, 91, 94, 90 à? Ừ. Hả? Chó, thế thì hợp quá, hợp nhau làm gì nữa? Không hợp. Hợp, hợp. Không hợp. Hợp, hợp. Không hợp. Hợp xem. Xem người ta bảo không hợp. Sao lại cắn với nhau? Hả? Sao lại cắn với nhau? Cái gì? Sao lại cắn nhau? Sao lại yêu nhau? Giờ là nó thích nhau. Chắc nhưng gì? Mà ở với nhau là nó không hợp. Không hợp duyên, hợp số. Làm ăn nó không hợp, hiểu không? Bà mẹ chồng bà đi xem hết rồi, bà này cũng mê tín mà.
đi xe rồi phải mua lại các thứ ấy. Đi xe về không hở? Không. Sứ người này chỉ mưa, chỉ tư, chỉ mưa. Hả? Chỉ tư hoặc ok lắm. Không ạ. Chỉ mốt mình không mưa. À, được. Làm đấy. Nếu bảo sao chẳng yêu nhau phải. Trước có lưới từ hoặc là âm 90 lắm. Phải lấy cái khác thôi rồi. Mấy ông hàng xóm ở nhà này chết. Hay mà. Hả? Hay mà. Đâu mà quay vào đây không được. Hay thì có được tiền. Hả? Báo cáo kênh chính. Em treo rồi. Con này mà đập lần nữa thì thôi, nhất là bỏ. Nản quá rồi. Đó. Này. Nản quá. Quá nản này. Bạn thì người ta mua máy mời thôi. À không, mua không phải bạn nát quá. Bạn máy như dở hơi. Máy này đều thật mà. Cứ đơ đơ chập chập xong bắt đầu nó lại không vào sim ấy. Không được đi. Combo nó như thế thì lấy đâu ra nó ấy được. Cái gì? Combo nó như là đúng rồi. Mày này không khác gì cái máy vứt đi thật mà chỉ có mạng thì mình xem được. Hai ba hôm lại chát thì điện thoại người mà chả chịu được. Để điện thoại. Đi thế thì không sao mà vợ
bạn nhắn tin thôi là cũng phải kiểm tra Zalo rồi kiểm tra Messenger rồi ghen các kiểu. Chị bảo chị anh vẫn yêu em mà anh ghen. Yêu thì vẫn yêu nhưng mà kiểu vẫn màu gái ấy. Có người người ta thì cam chịu, người ta sống chung với nỗ, họ cốt là về nhà là được, đúng không? Đấy, sống chung với lũ thôi. Sống chung với lâu lắm rồi. Nhưng mà đây thì không bao giờ luôn. Anh hơi rảnh đi chơi với em cũng low level luôn. Trước của con bé ở gì nhỉ? Chị người yêu chị đi ở đây làm suốt này làm gì có thời gian mà như thế nào? Làm gì của người yêu? Sao bảo Valentine ngồi chờ về đéo thì cả ngày. Hả? Sao không bảo Valentine chờ cả ngày? Bạch tôi. Bạch tay. Ông đi xử ông đều gì cái mợ thôi. Người đều sát gái ấy. Con gái nó phải quan tâm cơ. Ngày nào mà nhắn tin em ăn cơm chưa? Giờ mà rớt bảo thức vào đấy mà nhắn tin. Cho người ta thì thời gian, người ta cảm nhận được sự quan tâm thì người ta mới yêu thật. Không nó chỉ chơi bời thôi. Nghèo lắm, đèo nghèo lắm. 2019 rồi, ai quan tâm được đấy nữa. Bây giờ thời đại 4.0 nhỉ? Thích anh thì ra đây chơi với anh đúng không? Con bé đấy máu thật. Bỏ anh em đang ở chợ đêm Hà Nội. Đủ đi chơi. Cái pin này bị hỏng à? Hay như nào? Sẽ hỏng. Sẽ hỏng à? Sẽ hỏng mà sạc xong lên. Rủ anh rảnh đi chơi với em. Mình trả lời khéo. Bỏ anh bận làm rồi. Ừ. Thế là xong. Chả phải đi đâu nữa. Chốt cho cô đấy phát là tịt luôn. Nói phải rủ. Pin này thì vẫn còn. Sẽ bật nguồn lên thử. Cho còn bạn đi, xem. Còn đi thì có người gọi bạn vẫn biết. Đúng không? Sợ người giúp thật. Không ra khỏi cái đi. Đổi cho bạn cái nguồn này nhá. Cái này nhá. Mới mà. Hả? À? Cái máy này này. Đấy, cho bạn cái vỏ này, người tôi để cái vỏ đen. Tôi để cái vỏ đen. Này nhá, bật lên nó còn đéo thèm cả sáng. Màn hình ấy. Mãi chả lên nguồn. Hôm ở ngoài Hà Nội thì không có máy dùng. Máy này không vào pin. Cái máy này dùng thì chán nên lại ra mua cái máy khác. Béo. Mật khẩu là gì nhỉ? 8. Còn 8 á? Lắp sim mà thử bạn xem. Chưa có đâu đấy mà. Có lúc nó được, có lúc nó không được. Bây giờ chúng nó tốt, chúng nó đang đi chăm sóc nhau, xin hết mặt mà. Cố thân. Khổ thân đó. Mình phải đi sắm hối. Chết. Cũng có lỗi mà, mình cũng có lỗi mà. Biết sai, mình làm sai, mình vẫn biết là mình sai, nhưng mà mình ức, mình cũng chịu. Cho mày chồng tao luôn. Đéo cần nữa.
Trời ơi, bạn đông này thật không thích, thích mà đi chơi. Nhưng mà nước rồi cũng mặt đầy. Đầy. Đầy thằng xin chết nhưng mà nó mình có giết hay không? Bây giờ thời gian này là mình đang buồn chán trong một ngày thôi thật. Bây giờ anh nào rủ đi không? Nó thoải mái thôi là làm đẹp vào trường một lại khác ngay. Đúng không? Bây giờ mình đang kiểu đang tâm trạng đấy. Lúc mà mình lại hồi lại rồi mới đầu mình đi chăm sóc các kiểu đi tóc tai nào thì thật là bây giờ nó ở trong cái thể coi như là đi không được mà ở cũng chẳng xong để đi làm đẹp lại có một khối anh bây giờ 2-3 chục nói thật bạn đi thẩm mỹ trông lại lại ngon ngay nói thật để quá thẩm mỹ tốn tiền ở nhà ăn tập đi tập gym chịu khó ra phòng gym. Chứ mình chắc là thôi mình sống cái cảnh này mình khổ nhiều mình đau lắm. Không phải chung chồng mình đau được. Đây như vậy là mình đã phục hồi thành công rồi. Cho sáng bít lên là xong. Thì các bạn thấy hay. Hả? Không. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.